chơi không? Em cho anh hai mượn nè. Mẹ mua đồ mới cho con với anh hai đi. Đồ anh hai cũ hết rồi. Rồi, biết rồi. Con trai của mẹ là mẹ phải mua cho chứ. Kêu quá trời không nghe vậy? Nãy giờ con chơi ngoài trước á. Rồi anh hai với bà nội đâu? Dạ anh hai cũng ở ngoài trước. Anh hai bà nội cũng ở ngoài trước. Thử liền ở đây cho má. Thử vậy vô. Rồi má có mua đồ cho anh hai không? Anh hai gì nữa? Nó là người dân của tao, tao rảnh mà tao mua. Mua cho mày là mai lắm rồi đó. Đồ của anh hai mày á, bà nội mày mua rồi, không có đến được tao đâu. Mặc cho đi, nó mua cho con nhiều lắm đó. Duy ơi, mì của em nè. Em đây nè anh hai. Sữa đi con. Dì mới pha cho con đó. Dạ con cảm ơn dì. Sáu à, uống đi. Dì đi công chuyện à. Nội,
Nội mệt không? Nội uống miếng sữa với con đi. Dì mới làm cho con á. Ngon không nội? Nội uống miếng nữa đi. Nội để xuống giùm con cái. Cái này chữa gì mà tao uống tao thấy tích cái ngực quá vậy bà? Con cũng không biết nữa nội. Sữa nãy dì làm cho con á nội. Nội có sao không nội? Nội thấy trong người sao rồi nội? Nội à, nội. Nội. Nội có sao không nội? Dì ơi. Dì. Dì ơi, dì có sao không dì? Dì mới hết bệnh, dì nằm xuống dì ngủ đi dì. Dì ơi. Nội ơi, dì tỉnh, dì tỉnh nội ơi. Mày tỉnh rồi đó ha. Xỉu cũng xỉu dữ rồi ha. Xỉu tới 3 ngày. Cơm nước không đo gì chân đo xỉu. Cơm nước không đo gì chân đo xỉu.